Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có 4 khu cách ly tập trung với 510 giường, một bệnh viện dã chiến và hàng chục chốt kiểm soát dịch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch được các cấp, các ngành và người dân quan tâm hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã nhận đồng tiền mặt ủng hộ vào tài khoản quỹ COVID-19 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Số tiền thu được trên 166 triệu đồng. Vận động nhu yếu phẩm, các suất ăn hỗ trợ và phân phối các chốt trực tiếp được 4.745 phần, 23,3 tấn gạo, tổng trị giá trên 1 tỷ 290 triệu đồng. Hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong mùa dịch và hỗ trợ trực tiếp tại các chốt phòng chống dịch COVID-19, với tổng kinh phí là 117 triệu đồng. Ngoài ra, các xã thị trấn cũng đã vận động hàng ngàn phần quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, nước suối, gạo, rau củ quả tặng các điểm cách ly của huyện và các chốt kiểm dịch. Hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ, người bán lẻ vé số 489 đối tượng với tổng số tiền 586 triệu 800 ngàn đồng.